chào anh em. Lâu lắm mình mới lên đăng ký kênh chương trình. Dạo vừa rồi thì là dịch cúm rất nhiều nên là không chơi ba trên cô được. Nay mình đi lắp con lốp, vành lốp của con ô tô nên mình mới mua. Bên này là con ngựa đỏ của mình, còn con bên này thì là con ngựa hồng mình mới lấy. Thì lắp bộ vành cho nó thay bộ vành mới. Anh em xem kênh YouTube của mình ủng hộ kênh mình nhá. Đây bộ vành của nó, hôm nay mình mới mua lắp bộ vành, mọi người xem nhé. Bộ vành mới của mình đây. Đó, mình lắp vào con này. Vành cũ của nó bị hỏng rồi, kém. Để mình lau cái chỉ là bẩn. Ngon không? Nó ngọt
cổ. Đấy, sau khi toàn cảnh nó xe của mình, sau khi thay lốp phát, thay thì phải lốp phát hình thẳng ra. Đấy, có xe của mình ạ. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé. Cuộc sống ở Nhật cũng vất vả lắm, nhưng mà đi làm phải có con xe ô tô đi nó tiện. Xe ở Nhật rẻ không đắt đâu. Mọi người cố gắng nhé. Hẹn gặp lại.